Xin chào các bác, hôm nay trung tâm máy chiếu VC sẽ có một cái video so sánh hai con máy chiếu Epson EB-X51 được chưa? Và con Epson EBW51. Con này có độ sáng 4000, độ tương phản 16000:1 và độ phân giải là HD 1280 được chưa? Con X51 này thì độ sáng có 3800 thôi, độ phân giải X, độ tương phản cũng 16000:1. Đó, hình thức ở ngoài các bác nhìn như nhau, phụ kiện như nhau, túi đựng như nhau, tặng kèm túi. Con này cũng có túi, phụ kiện đi kèm của nó bao gồm một chiếc điều khiển, hai viên pin, một dây HDMI 1m và một dây nguồn. Dây nguồn của các cái dòng Epson đều là dây 3 chân, các bác lưu ý cái này ở chưa. Cả hai máy đều có hệ thống tản nhiệt. Chúng ta tháo ở đây ra, kéo cái này lên. Trong quá trình sử dụng tầm khoảng 3-4 tháng, chúng ta nên tháo cái này ra và vệ sinh, thậm chí thay luôn cả cái lưới lọc, được chưa? Tháo rất dễ. Chắc mình làm nhanh quá, mình sẽ quay đây. Có một cái gơ này, được chưa? Các bác cầm lẩy nó lên cả là xong thôi. Đều có các cái thanh để chỉnh góc, focus zoom, được chưa? Đây, chỉnh kinh tơn ở đây nữa. Cấu tạo phía ngoài như nhau, nó chỉ khác ở đây là khác cái gì? Con này độ phân giải X, con này độ phân giải HD, con này độ sáng 4000, con này độ sáng 3800. Hình ảnh nó ra đây. Đương nhiên là dòng HDMI là bên HD thì bên này, còn W51 bên này, còn X đây thì nó sẽ chạy ra tỷ lệ 43 mặc định ở hình khung hình khởi động được cho. Con bên này sẽ chạy HD hình tỷ lệ 16:9. Chuyên cho video HD xem đẹp hơn được chưa? Nhưng ở điều kiện này so sánh thực tế được chưa? Con X51 đây 3800 nhưng mà có vẻ nó sẽ sáng nhỉnh hơn con W51. Các bác so sánh ở điểm này các bác thấy được chưa? Qua điện thoại thì các bác có thể thấy giống nhau, nhưng ở ngoài điều kiện thực tế, trải nghiệm thực tế thì con X51 3800 nhưng nó sáng hơn một chút đấy các bác ạ, được chưa? Đấy. Có sự khác biệt ở đây là gì? Con này độ phân giải nó sẽ cao hơn thì xem video nó sẽ đẹp hơn, được chưa? Trình chiếu cũng ok hơn, nhưng con X51 này mà trình chiếu cho dạy học phòng họp thì lại theo em thì nó lại ngon, bởi vì nó sáng hơn, được chưa? Em sẽ test cho các bác một cái thực tế mà để mà phân biệt được cái độ phân giải X và độ phân giải HD này qua video các thứ ấy, thì rất chi là khó. Thực tế như mình làm lâu rồi, mình xem thực tế thì có những cái video là đấy thì mình phân biệt được. Thì nói chung bên này phụ thuộc vào kinh nghiệm, cho bây giờ em sẽ test cho các bác một cái đoạn video ngắn đấy, được chưa? Tạm thời em sẽ quay cái con VKF đi sang một bên. Đây là video của con X, được chưa? Các bác thấy sự sắc nét và đẹp của nó không? Quá ngon luôn, được chưa? Chấm. Đó, điều kiện thì em không muốn chỉnh cho nó cân, còn chỉnh cân con này rất dễ, được chưa? Rồi em sẽ test sang cái con vé kép cho các bác xem này. Đây, đây con test vé kép. Do điều kiện phòng ốc đợt này đang chưa setup xong cho nên em chưa có một cái khung hình để mà test tốt nha cho các bác. Đây, thực tế ảnh của con W51 ra đây. Các bác cảm nhận nó có sự khác biệt không? Độ phân giải HD ảnh cho ra nó sẽ nét hơn. Chưa? Ảnh nét hơn, mịn hơn. Thì con W51 này thì yêu cầu cao hơn cho các cái phòng họp trực tuyến được, được chưa? Các phòng họp trực tuyến sử dụng con này, cà phê, bóng đá, quán karaoke chạy những cái con này thì cực kỳ tuyệt vời luôn. Xem phim gia đình vẫn chạy được những con này,
kết hợp cho nó là một cái đầu bút hoặc một cái đầu truyền hình. Đấy. Lắp đặt con này thì dễ bởi vì là có chỉnh góc các thứ, máy cũng nhỏ gọn. Đi đâu thì có túi đựng đi kèm tặng kèm máy rồi, được chưa? Hình thức hai con này như nhau luôn. Giá tiền. Bàn đến giá tiền. Khác nhau một trời một vực các bác ạ. Con này nó chỉ hơn 11, được chưa? Hơn 11 có thể là 12, 13, 14, 15. Đó. Còn con này thì lại gần 20. À. Độ phân giải HD nó sẽ cao hơn rất nhiều, được chưa? Để có giá tốt, giá phân phối cứ liên hệ với em theo số điện thoại ở đây. Bên em sẽ gửi hàng toàn quốc, được chưa? Số điện thoại của em đây 0973989555 hoặc truy cập website maychiếuvinh.vn, được chưa? Các cái dòng Epson bây giờ bán đi kèm sẽ có một cái phiếu bảo hành đi kèm ở đây và có một cái phiếu để hướng dẫn các bác tích bảo hành điện tử. Đâu rồi? Cắt mã ở đây để thực hiện khai báo bảo hành điện tử cho các cái sản phẩm của các bác đây, được chưa? Giao hàng, các bác xem hàng và thanh toán tiền khi ưng, được chưa? 2021, 2022 chắc chắn rồi. Model X51 W51 sẽ làm mưa làm gió ở thị trường Việt Nam đấy. Từ phân khúc phòng họp, trường học cho đến nhu cầu giải trí cũng như là ở các cái quán bia, quán cà phê, tiền ít cứ chảy con này cho em đã cực kỳ ngon rồi. Giờ rẻ hơn có con Epson EVE500, được chưa? Mẫu máy cũng như thế này nhưng mà không có cái thanh điều hướng này và bị bỏ mất nút zoom, đó là đối với con E500 ở trên kia. Nhưng giá của nó thì lại tốt, giá của nó chỉ dưới 10 triệu thôi. Chế độ bảo hành máy 2 năm, bóng đèn bảo hành 1 năm hoặc 1.000 giờ tùy điều kiện nào đến trước. Đây là một video so sánh nhỏ với hai con máy Epson EB-W51 và EB-X51 để các bác có thể tham khảo một chút về hình ảnh thực tế để ra quyết định mua cho nó phù hợp. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại.